mình chèo, mình trộn cái này bằng tay trái, nó không có thuận tay á, cho nên là trộn nó không được ok cho lắm. Mình trộn mà bằng tay phải á, tay chính của mình á, thì nó sẽ nhanh hơn. Còn mình trộn cái này nó không có được cho nó xuân xẻ ok cho lắm. Nó hơi ăn tí xíu. Sườn kho thì trong này có dầu hào, nước mắm, tỏi băm, đường, cà no, và mình ướp cái thịt này trong khoảng 30 đến 1 tiếng. Nói chung mình ướp càng lâu thì nó sẽ càng ngon hơn. Khi mà mình ướp thịt đó, mình để ở ngoài cũng được, hoặc là mình để trong tủ lạnh cũng được. Nếu các bạn mà bận rộn á, tối mình rửa, mình ướp sẵn thịt trước đi, rồi mình để vào ngăn mát tủ lạnh, sáng dậy nấu có đi làm ăn liền. Nhưng mà cái thịt sườn thì thường á, là mình phải kho, là kho với nước cốt dừa, và mình phải để nó lâu tí xíu thì nó mới thấm vô, nó mới ngon. Tầm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng gì đó, tùy theo cái lượng thịt nó nhiều hay là nó ít. Nếu các bạn thích thì cho thêm một chút hành tím vào đây cũng được. Đó, rồi. Nếu mà thích ớt, cắt vài trái ớt vô luôn. Đó, nhanh, gọn, lẹ. Đó, cái này là khẩu phần ăn cho 2 người trong một ngày. Đó là gồm có cái sườn kho nè, canh bí xương heo nha, rồi có một ít đồ sàn. Nhưng mà hôm nay là Kiều chỉ làm chia sẻ cái này với các bạn thôi. Đó, bỏ dầu hào vô, các bạn thấy cái lòng màu thịt cái lòng nó đẹp lên rồi, thấy không? Đó ha.
Trời.
ướp dừa nha các bạn. Cho cái nước nó ngập lên nha các bạn. Lau chùi cái này cho nó